Liên quan đến tình hình chiến sự tại Nga và Ukraine, vừa qua, quân đội Nga tiếp tục tấn công vào nhiều khu vực, gây thiệt hại nặng nề cho đối phương. Quân đội Nga còn chiếm đóng một điểm chốt quan trọng gần Bakhmut, khiến hàng nghìn quân Ukraine không thể rút lui. Ngày 15 tháng 2, Bộ Quốc phòng Nga tiếp tục báo cáo về tiến độ chiến dịch quân sự đặc biệt. Ở hướng Kupiansk, lực lượng Nga đã gây thiệt hại cho nhân lực và khí tải quân sự của lực lượng vũ trang Ukraine gần Lugansk cũng như ở vùng Kharkov. Theo hướng này, có tới 70 quân nhân Ukraine, 5 xe bán tải, 3 phương tiện cơ giới và một khẩu pháo tự hành Gorshka đã bị phá hủy trong ngày. Trên hướng Krasnyi Liman, các hệ thống hàng không, pháo binh và súng phun lửa hạng nặng của Nga đã nhắm vào các đơn vị Ukraine ở các khu vực thuộc Donetsk, Lugansk và vùng lâm nghiệp Serebiansk. Kết quả là 100 quân nhân Ukraine, 3 xe chiến đấu bọc thép, hai phương tiện cơ giới, một khẩu lựu pháo D-30 và một bệ phóng Grass của họ đã bị phá hủy. Ở hướng Donetsk, có hơn 60 quân nhân Ukraine, 4 phương tiện cơ giới, 4 khẩu pháo MSTA, B và một hệ thống Grass của họ đã bị tiêu diệt trong một cuộc tấn công của lực lượng Nga. Ngoài ra, một nhà máy chứa máy bay để khí tải quân sự của Lữ đoàn Cơ giới số 110 của Ukraine đã bị phá hủy gần các khu định cư vùng Donetsk. Tại các quận của Nam Donetsk và Zaporizhia, lực lượng Nga đã tiến hành một cuộc pháo kích phức tạp vào các đơn vị Ukraine. Phía Ukraine mất 40 lính Ukraine, một xe tăng, ba xe chiến đấu bọc thép và hai khẩu pháo MSTAB và D-30 trong ngày. Một kho vũ khí của Ukraine cũng bị phá hủy. Ở hướng Kherson, một khẩu liệu pháo MSTAB của Ukraine cũng đã bị tiêu diệt trong chiến dịch tác chiến phản pháo. Ngoài ra, hai kho đạn của Ukraine bị phá hủy gần vùng Kherson và vùng Donetsk-Propetrovsk. Các lực lượng Nga cũng vô hiệu hóa 93 đơn vị pháo của Ukraine tại các vị trí khai hỏa cùng nhân lực và khí tài của họ tại 108 khu vực trong ngày. Một sở chỉ huy của một đơn vị tác chiến điện tử AFU đã bị phá hủy gần vùng Kharkov. Máy bay chiến đấu phản lực Nga đã bắn hạ một máy bay MiG-29 và một trực thăng Mi-8 của không quân Ukraine gần Sloviak thuộc vùng Donetsk. Trong khi đó, Kranagora, làng núi đỏ nằm ở phía tây bắc thành phố Bakhmut cũng bị quân đội Nga tràn ngập và chiếm điểm chốt. Chỉ 30 trong số hơn nghìn quân phòng thủ ở đây kịp rút lui. Nếu quân đội Nga không đánh chiếm Granagora trước, thì không những không thể thực sự bảo vệ Bakhmut, mà còn bị uy hiếp bởi hỏa lực pháo binh do quân đội Ukraine bắn đi từ trận địa đặt ở làng kranagota Quân đội Nga và lính đánh thuê Wagner đã cắt đứt thành công đường rút lui của quân đội Ukraine. Con đường chiến lược dẫn đến Sloviak theo hướng Zalivnyayk ở phía bắc của Kranagora. Kết quả là việc quân đội Ukraine để mất cánh phía bắc Bakhmut cũng là kết quả tất yếu. Các nguồn tin quân sự Ukraine xác nhận rằng quân đội Nga và lính đánh thuê Wagner đã tạo ra một bước đột phá quan trọng ở phía bắc Bakhmut. Sau đợt tấn công yểm trợ bằng pháo ác liệt và đợt tấn công của lực lượng xe tăng, quân Nga đã phá hủy điểm tựa chiến lược của quân đội Ukraine ở Kranagoza. Bản tin từ kênh chính thức trên trang Telegram Wagner Orchestra Wagner của lực lượng Wagner đã xác nhận chiến thắng quan trọng rằng phía Nga đã đẩy quân Ukraine ra khỏi Kranagoza và sẽ tiếp tục tấn công vào Parakhovika. Hiện nay, chỉ huy quân đội Ukraine, bà đang tăng cường lữ đoàn bộ binh cơ giới 30 và lữ đoàn pháo binh số 47 cùng một số đơn vị chiến đấu của lữ đoàn phòng thủ 54 đang củng cố trận địa phòng ngự tại Parakhovika và sẽ sớm mở chiến dịch phản công để tái chiếm Kranagoza tuy nhiên các chuyên gia nato tỏ ra bi quan về tình hình chiến trường hiện nay ở bakhmut chuyên gia quân sự nato cho rằng hệ thống phòng thủ của bakhmut đã thực sự bị đục thủng cuộc tấn công của lực lượng wagner ở làng ivaniske ở phía bắc bakhmut khá hiệu quả hiện tất cả các lính đánh thuê nước ngoài ở pháo đài ivaniske đều rút quân còn quân phòng thủ ukraine thì vẫn đang cố gắng chống cự một cách tuyệt vọng trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga công bố một video ghi lại một trận chiến của quân đội lính rủ Nga sử dụng hỏa lực của xe yểm trợ tăng thiết giáp BMPT Terminanto và xe thiết giáp tấn công quân đội Ukraine. Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, sử dụng UAV trinh sát, quân đội Nga đã xác định được một trận địa phòng ngự của quân Ukraine trong khu rừng thưa vùng Donetsk. Nhận được mệnh lệnh tiến công, phân đội lực lượng đổ bộ đường không Nga được một đơn vị xe thiết giáp yểm trợ thực hiện cơ động đánh chiếm vị trí phòng ngự vững chắc của đối phương. Các phương tiện thiết giáp của lực lượng đổ bộ đường không bao gồm xe thiết giáp BMD2KAU, xe thiết giáp yểm trợ hỏa lực xe tăng BMPT Terminator và xe thiết giáp BTRD trang bị pháo phòng không ZU23 phối hợp cùng bộ binh tấn công cơ động tiếp cận mục tiêu, phân đội lính dù nga phối hợp cùng xe chiến đấu bộ binh nổ súng dữ dội chế áp mọi sự phản kháng của đối phương. Trước hỏa lực dữ dội của lính dù nga, nhóm binh sĩ ukraine thương vong nặng nề buộc phải rút lui. đơn vị lính dù nga đánh chiếm được trận địa phòng ngự của lực lượng vũ trang ukraine. Video ghi lại một phần của trận chiến trong rừng được thực hiện từ cả camera uav chính sát và từ camera gắn trên xe thiết giáp. Cùng thời điểm này, bộ trưởng quốc phòng mỹ tuyên bố. Washington và các đồng minh sẽ tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine trước cuộc tiến công lớn mùa xuân. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin phát biểu tại cuộc họp báo sau hội nghị của nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine ở Bruxelles, Bỉ hôm 14 tháng 2. Chúng tôi thấy rằng Nga đang triển khai thêm binh sĩ mới trên chiến trường. Những gì Ukraine cần làm ngay bây giờ là thiết lập các điều kiện có lợi cho họ ở tiền tuyến, Chúng tôi cho rằng Nga sẽ mở cuộc tấn công mới vào mùa xuân. Đó là lý do, cùng với các đối tác của chúng tôi trong nhóm liên lạc, chúng tôi đang làm việc không mệt mỏi để Ukraine có lợi thế về xe bọc thép nhằm tạo ra hiệu quả mong muốn ở tiền tuyến. Các thành viên của nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine do Mỹ dẫn đầu đã thảo luận về việc các biện pháp hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Bộ trưởng Austin nhấn mạnh các đồng minh của Ukraine sẽ tiếp tục nỗ lực cung cấp cho Ukraine mọi thứ nước này cần, Ông Austin cho biết, đây là lý do chúng tôi thảo luận về việc đồng nhất các nỗ lực của mình. Ông Austin khẳng định, chúng tôi đã thể hiện bằng những nỗ lực chung rằng chúng tôi mong muốn Ukraine và nền độc lập của nước này trong thời gian lâu nhất có thể. Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp quyết đoán. Người đứng đầu lâu Năm Góc cho biết vào đầu tháng 2, Mỹ đã công bố một gói viện trợ quân sự khác cho Ukraine, đặc biệt là các hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS và đạn pháo chống tăng cho Kiev. Ngoài ra, Mỹ đã phân bổ 1,75 tỷ đô la Mỹ để tăng cường năng lực quốc phòng cho Ukraine. Bộ trưởng Austin cho biết các thành viên của nhóm liên lạc đã quyết định cung cấp cho Ukraine xe tăng Bradley và Abrams từ Mỹ, xe tăng Challenger từ Anh, xe tăng được hiện đại hóa từ Mỹ, Hà Lan, Séc và xe tăng T-72 từ Ba Lan. Ngoài ra, viện trợ quân sự cũng bao gồm các bước quan trọng từ Canada, Đức, Tây Ban Nha, Na Uy, Đan Mạch, Hà Lan, Ba Lan và Bồ Đào Nha liên quan tới việc cung cấp xe tăng Leopard. Ông Austin cũng tuyên bố Mỹ và các đồng minh đặt ưu tiên hàng đầu vào việc đảm bảo rằng các vũ khí cung cấp cho Ukraine sẽ được sử dụng đúng mục đích, cùng với đó là các biện pháp ngăn chặn việc phổ biến vũ khí. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khẳng định các thành viên của nhóm liên lạc sẽ đoàn kết và tiếp tục làm việc để đảm bảo an ninh của Ukraine. Financial Times trước đó đã đưa tin một số quan chức Mỹ được cho là sẵn sàng gửi máy bay chiến đấu tới Ukraine nếu xung đột kéo dài hoặc cho phép tái xuất máy bay chiến đấu F-16 đang phục vụ trong quân đội các nước khác. Ở một diễn biến khác, thưa quý vị, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg nhấn mạnh rằng việc tạo điều kiện để Thụy Điển và Phần Lan sớm gia nhập Liên minh quân sự này là điều quan trọng, song không nhất thiết cả hai nước phải được chấp thuận cùng lúc phát biểu trước thềm hội nghị bộ trưởng quốc phòng nato ở bruxelles bỉ ông stoltenberg nhấn mạnh vấn đề chính không phải là liệu phần lan và thụy điển có được chấp nhận cùng một lúc hay không mà là cả hai nước đều được phê chuẩn để trở thành thành viên đầy đủ càng sớm càng tốt ông bày tỏ tin tưởng cả hai nước này sẽ là thành viên chính thức của liên minh và nato đang nỗ lực để đơn xin gia nhập tổ chức này của phần lan và thụy điển sớm được phê chuẩn Trước đó, các quan chức phương Tây cho biết rằng muốn cả Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO cùng một lúc, cả hai nước Bắc Âu này đều xúc tiến quy trình xin gia nhập NATO sau khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Hiện chỉ có Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary là hai trong số 30 thành viên của Liên minh quân sự này chưa thông qua đề nghị gia nhập NATO của Thụy Điển và Phần Lan. Quốc hội Hungary dự kiến sẽ bỏ phiếu thông qua đơn gia nhập của Thụy Điển và Phần Lan trong tháng 2 này trong khi đó do những căng thẳng mới phát sinh trong quan hệ thổ nhĩ kỳ mới đây để ngỏ khả năng chấp thuận cho phần lan nhưng không bao gồm thụy điển gia nhập nato